thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bị giam ở Mexico vì cáo buộc buôn lậu súng xin được tha vì sức khỏe, tin từ Washington DC. Luật sư của cựu thủy quân lục chiến bị giam giữ gần 6 tháng trong một nhà tù ở Mexico vì cáo buộc mang vũ khí vào lãnh thổ của đất nước này, kêu gọi chính phủ Mexico trả tự do cho thân chủ của ông vì lý do sức khỏe. Luật sư Fernando Benitez đưa ra lời kêu gọi hôm thứ Năm sau khi các chuyên gia xác nhận là cựu quân nhân này đang bị căn bệnh rối loạn stress sau chấn thương, gọi tắt là PTSD. Andrew Tamoresi, 25 tuổi, là một cựu quân nhân từng tham chiến ở Afghanistan, rời khỏi Hải quân Hoa Kỳ vào năm 2012, bị giam trong nhà tù Mexico từ ngày 31 tháng 3 cho tới nay. Ông bị nhân viên thuế quan Mexico chặn bắt tại biên giới San Ysidro, nằm giữa San Diego và Tijuana. Họ cho biết là khi đi qua trạm thuế quan, công dân Hoa Kỳ này có 400 viên đạn trong xe. Luật sư Benitez nói, một nhân chứng là chuyên gia trong vụ xét xử này đề nghị cựu quân nhân Andrew được trả tự do để nhận được sự điều trị căn bệnh PTSD ở Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa Arizona là ông Ed Royce và Matt Salmon nói với các phóng viên là họ tin cựu quân nhân Andrew sẽ sớm được trả tự do để trị bệnh. Tuy nhiên, theo luật sư Benitez, họ phải chờ đợi một thời gian dài trước khi thân chủ của ông được đưa ra khỏi Mexico.